Bên lề của hội nghị cấp cao Á Âu lần thứ 13, ASEM 13, diễn đàn doanh nghiệp và kinh tế Á Âu lần thứ nhất AEEBF1 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đã tạo ra cơ hội để các bên cùng thảo luận về những biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới, tạo kết nối giữa các doanh nghiệp khu vực châu Á và châu Âu. Tại diễn đàn dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Campuchia, gần 500 đại biểu đại diện cho tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, học giả có uy tín của 53 nước trên thế giới đã tập trung thảo luận những vấn đề về sự tiến bộ của quá trình số hóa thúc đẩy chuỗi giá trị toàn cầu, tác động của đại dịch COVID-19 đối với thương mại, đầu tư, kinh tế và giải pháp phục hồi sau đại dịch, vai trò quan trọng của hệ thống thương mại đa phương và các hiệp định thương mại tự do trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh và kinh doanh xanh để thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai, vân vân. Là một thành viên có trách nhiệm, các đơn vị có liên quan của Việt Nam đã tích cực tham dự các sự kiện, góp phần làm nên thành công chung của hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13.